Xin chào quý vị khán giả, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa trải qua một tuần lễ Festival Huế 2022 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Đây là những chương trình tinh túy nhất, hấp dẫn nhất đã tạo nên thương hiệu của Festival Huế trong hơn 20 năm qua. Và sự kiện lần này cũng đánh dấu nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc đưa cuộc sống trở lại bình thường, góp phần kích cầu du lịch, phát triển kinh tế xã hội. Và một câu chuyện văn hóa tuần này thì mời quý vị cùng theo dõi buổi trò chuyện của chúng tôi với ông Nguyễn Thanh Bình, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng là trưởng ban tổ chức của Festival Huế 2022, để cùng nhìn nhận lại sự kiện ý nghĩa này cũng như là có những định hướng trong các kỳ festival tiếp theo. Và trước tiên rất là cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào phóng viên Quỳnh Anh, xin chào các quý vị khán giả trên sóng TRT. Thưa ông có đánh giá như thế nào về kỳ festival được tổ chức lần này ạ? Có thể nói rằng cái tuần lễ trọng điểm của Festival Huế 2022 đến giờ phút này thì đã đạt được một số cái kết quả hết sức đáng tích cực, tạo dấu ấn rất là rõ nét trong cái chuỗi các hoạt động lễ hội trong cái Festival Huế 2022 theo định hướng 4 mùa. Đầu tiên đó là tiếp tục phát huy và nhấn mạnh cái thương hiệu của Festival Huế qua các kỳ mà chúng ta đã tổ chức. Một cái tuần lễ đã thể hiện được đầy đủ cái giá trị thương hiệu của festival qua các kỳ. Đó là sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống nhưng vẫn biểu đạt ở một cái cách tươi mới, tươi trẻ và hiện đại, đem đến cho người xem những cái cảm nhận rất là thú vị. Festival 2022 này thì đã hướng đến cộng đồng, đem người dân, du khách trở thành những người cùng tham gia thực hiện và cùng hưởng thụ những cái sản phẩm trong các kỳ festival. Phải nói rằng trong suốt tuần lễ festival thì sự ủng hộ người dân, sự tham gia của người dân du khách đã trở thành một cái yếu tố rất quan trọng, tạo nên cái không khí hết sức sôi động, một cái bức tranh đa sắc màu và tạo nên cái sự thành công. Năm nay thì ban tổ chức rất nhấn mạnh công tác truyền thông. Chúng tôi cũng đã làm việc thông qua các cơ quan bảo trợ thông tin, tăng cường các giải pháp để tuyên truyền quảng bá, giới thiệu trên các hệ thống mạng xã hội như TikTok, như Fanpage và các kênh của trung tâm điều hành IOC. Lần đầu tiên thì chúng tôi áp dụng cái chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các công tác quảng bá cho festival. Và phải nói rằng cái thành công trong tác truyền thông cho festival thì không thể thiếu được cái tinh thần trách nhiệm và chia sẻ của lực lượng phóng viên báo chí. Chúng ta cũng đã đạt được những cái hiệu ứng lan tỏa, tuyên truyền rất là có giá trị cho một cái tuần lễ festival nói riêng, nhưng mà trong cái hình ảnh của một festival Huế sau 2 năm bị gián đoạn. Và một cái nội dung kết quả đạt được đó là hiệu ứng từ sự tham gia của đông đảo cộng đồng du khách thì đã đem đến một cái sự hồi sinh, tái khởi động cho cái ngành du lịch dịch vụ của chúng ta. Trong vòng 5 ngày mà chúng ta đã đón được lượng khách rất là lớn, doanh thu khoảng hơn 150 tỷ. Và có những cái ngày cao điểm, lượng công suất phòng chúng ta đã đến 93%. Điều đó chứng tỏ rằng hiệu quả của công tác tổ chức gắn với các sản phẩm du lịch đã đem đến cái hiệu quả rất là thiết thực trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vậy thì trong quá trình tổ chức chúng ta đã có phát sinh những vấn đề gì và đã giải quyết nó như thế nào? Phải nói rằng cái công tác tổ chức thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là chi tiết. Tuy nhiên thì tổ chức lễ hội luôn luôn có những cái cần phải rút kinh nghiệm. Đầu tiên đó là cái công tác phối hợp trong tác tổ chức ngay từ ban đầu. Ban tổ chức cũng hoạt động rất là tích cực, cùng tham gia phối hợp với các cơ quan ban ngành. Tuy nhiên thì đâu đó vẫn có sự phối hợp chưa thực sự chặt chẽ. Chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm nhanh và rà soát điều chỉnh trong một số hoạt động. Cái thứ hai đó là cái công tác về chuẩn bị nội dung. Thì phải nói rằng cái công tác chuẩn bị nội dung là một cái nội dung hết sức quan trọng trong việc tổ chức lễ hội. Năm nay thì chúng ta áp dụng một số các giải pháp như là hiệu ứng ánh sáng 3D mapping trong một cái không gian thực hiện kỹ thuật rất là khó. Rồi sự kết nối các nội dung trình diễn, các chương trình tiết mục trong đêm khai mạc thì cũng là một cái yêu cầu rất là cao. Các chương trình của festival luôn luôn nhấn mạnh đến cái yếu tố nghệ thuật rất là cao. Nên yêu cầu tổ chức là một cái nội dung cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi đã cùng với ban tiểu ban nội dung
Hội đồng Nghệ thuật của tỉnh cùng với ekip đạo diễn thì cũng đã làm việc hết sức tích cực, nghiêm túc, rà soát từng khâu, từng nội dung, từng tiết mục, rất là đáng mừng, thì đã đem đến một cái chúng ta có thể nói là một bữa tiệc trong cái đêm khai mạc. Nội dung thứ ba đó là năm nay thì chúng ta tổ chức các sân khấu theo hình thức là cộng đồng. Toàn bộ chương trình các sân khấu của festival đều hướng đến người dân, hướng đến du khách. Thì trong công tác tổ chức thì có một số cái sự phối hợp chưa chặt chẽ, khán giả, du khách quá đông. Đây là một cái điều đáng mừng, nhưng mà đem đến cho ban tổ chức một số cái khó khăn trong cái điều tiết. Thì đã có xảy ra một số sự cố liên quan đến khán giả, rồi có cái sự phản ánh của báo chí, ảnh hưởng đến cái công tác tác nghiệp của báo chí. Thì ngay lập tức chúng tôi cũng đã có cái rút kinh nghiệm, cùng thông báo đến người dân, đến báo chí để tìm cái sự chia sẻ. Và chúng tôi đã khắc phục rất tốt trong cái đêm gala dạ bàn cuối cùng trong cái tuần lễ này. Và nói tóm lại, công tác tổ chức trong festival đã được chuẩn bị khá chu đáo. Tuy nhiên thì cũng không thể tránh khỏi những cái sai sót khiếm khuyết. Thì cũng rất mong người dân, du khách, lực lượng báo chí hết sức chia sẻ để chúng ta có thể tiếp tục tổ chức những cái tuần lễ tiếp theo đúng không? Một cách mà tốt nhất. Ngoài điểm nhấn là tuần lễ festival Huế lần này thì chúng ta còn tổ chức festival trải dài suốt 4 mùa. Vậy thì trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa điều này như thế nào? Phát huy cái tính lan tỏa cũng như cái kết quả của cái tuần lễ festival trọng điểm mà chúng ta vừa tổ chức thành công, thì ban tổ chức chúng tôi sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để tìm ra cái giải pháp để tổ chức nó tốt hơn các hoạt động trong các mùa tiếp theo. Hiện nay thì chúng ta còn các hoạt động rất là đa dạng ở mùa thu cũng như mùa đông, để có thể kết nối tất cả các hoạt động này trở thành một chuỗi hoạt động nó mang tính lan tỏa mạnh mẽ hơn trên cơ sở những cái giải pháp mà chúng ta đã điều chỉnh. Và chúng tôi tin tưởng rằng chắc là hoạt động lễ hội ở các mùa thu, mùa đông và kết thúc vào 31 tháng 12 là cái đêm cao đao, vừa thể hiện cái thương hiệu festival nhưng đồng thời đem đến cho người dân nhiều cái sản phẩm, nhiều cái hoạt động ý nghĩa cho người dân có cái cảm nhận tốt đối với festival. Trải qua hơn 20 năm, festival Huế đã trở thành một thương hiệu lớn. Vậy thì festival Huế 4 mùa lần này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là giai đoạn phục hồi sau đại dịch? Phải nói rằng festival Huế 2022 được tổ chức trong giai đoạn cũng khá khó khăn, và chúng tôi rất là mừng những cái tín hiệu, những kết quả thu được suốt quá trình từ đầu năm tổ chức đến bây giờ đã đem đến những cái hiệu quả rất là trực tiếp, tạo được cái hiệu ứng rất là tốt, đã đánh dấu cái sự trở lại của ngành du lịch Thừa Thiên Huế trong cái bức tranh phát triển kinh tế của tỉnh. Đây là một tín hiệu rất là vui mừng trong một thời gian khó khăn của đại dịch tác động, và chúng ta vẫn tiếp tục duy trì được cái thương hiệu cũng như cái vị trí của festival Huế trong cái sự cảm nhận cũng như sự đánh giá của các địa phương, của các cơ quan trung ương, của cộng đồng người dân và đặc biệt là người yêu festival Huế. Đây là một cái nội dung hết sức quan trọng để chúng ta có thể làm nền tảng vừa là tiếp tục tổ chức festival tiếp theo định hướng 4 mùa, nhưng đồng thời là hạt nhân để chúng ta có thể khẳng định cái Huế là một trung tâm văn hóa, một trung tâm du lịch của cả nước trong tương lai. Đấy là cái động lực để chúng ta có thể phát triển kinh tế xã hội, thực hiện được cái mục tiêu là xây dựng Huế trở thành một thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2025. Nhân dịp này thì cũng thay mặt lãnh đạo ủy ban cũng như ban tổ chức festival cũng xin chân thành cảm ơn cái sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, diễn viên, nghệ sĩ, đạo diễn, các phóng viên, báo chí và đặc biệt là người dân, các du khách đã hết sức ủng hộ cho ban tổ chức trong công tác tổ chức thành công cái tuần lễ festival Huế 2022 vừa qua, và chúng tôi mong muốn rằng tiếp tục nhận được những cái sự quan tâm, hỗ trợ một cách tích cực nhất để chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa các hoạt động, các chương trình
tạo cái thành công cho Festival Huế 2022 và tạo tiền đề cho các cái festival tiếp theo. Đây là một cái nội dung hết sức quan trọng để Huế tiếp tục có những cái sản phẩm văn hóa mang cái đặc trưng của văn hóa Huế, đại diện cho văn hóa Việt Nam và cũng là một cái niềm tự hào của người Huế trong cái thời gian tới. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, một thành phố festival là phải có các hoạt động trải dài liên tục. Và Festival 4 lần này cũng là khởi động bước đầu cho định hướng xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố festival trong tương lai. Chúng ta hãy cùng tin tưởng và mong chờ vào điều này trong thời gian sớm nhất.